Mèo đi hia, điều ước cuối cùng là bộ phim chiếu rạp hay nhất trong mùa Tết năm nay mà mình được xem. Vì sao ư? Cùng nhau phân tích nhé. Mình là Nobi Hèn. À mà video này sẽ có spoiler. Các bạn nào chưa xem thì thôi, xem tiếp video này được luôn nha. Ok, bắt đầu nào. Đầu tiên sẽ là nội dung. Vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mèo đi hia, nhưng trong một phi vụ không thành công, mèo đi hia đã gặp vấn đề và chợt nhận ra mèo đi hia đã mất 8 trên 9 mạng của mình. Thêm vào đó là cuộc đụng độ với thần chết khiến mèo đi hia sợ hãi và trốn tránh. Và khi nghe tin có một ngôi sao điều ước, mèo đi hia đã quyết định đi tìm ngôi sao ấy. Một cốt truyện đơn giản, bình dị nhưng nó lại hay ở chỗ, đó là nó phác họa chân thực về một cuộc đời huyền thoại. Sẽ đến một lúc nào đó cái chết sẽ tìm tới, tất cả những vinh quang, danh vọng trong quá khứ nó sẽ chẳng còn giúp ích gì ở thực tại. Và cho dù là huyền thoại hay siêu anh hùng vĩ đại nào đi chăng nữa thì ta cũng phải đối diện với cái chết. Ở Mèo đi hia, ta thấy được sự oai nghiêm, sự tự tin của một anh hùng dũng mãnh trong những trận chiến. Nhưng khi cái chết tìm đến, không có cách nào chống trả, ta lại thấy chú mèo ấy co ro và bắt đầu sợ sệt. Và sự thoái lui về ở ẩn là cách mà Mèo đi hia chọn để trốn chạy về cái chết. Cũng giống như chúng ta thôi, không ít thì nhiều. Một lần trong đời ta đều không dám đối diện với lại sự thật. Các tác giả xây dựng cốt truyện anh hùng hết thời là không mới, nhưng ở Mèo đi hia, chiều sâu của nhân vật, tâm lý biến chuyển về một cuộc đời huy hoàng được khắc họa rõ nét và làm cho chúng ta bị cuốn vào thế giới của một gã anh hùng đang dần chìm vào quên lãng. Bộ phim cũng mang đến những giá trị sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm. 1. Có đôi khi bạn sẽ trở thành một kiểu người mà trước đây bạn từng khẳng định rằng là mình sẽ không bao giờ như thế đâu. Vâng, chú mèo đi hia chả bao giờ nghĩ là mình sẽ thành mèo nha. Chả bao giờ nghĩ một anh hùng như chú, lẫm liệt như chú lại biến thành một chú mèo chỉ biết ăn uống, rồi ngủ và ngày qua ngày lại tiếp tục vòng lặp như thế. Sự nghiệt ngã của thời gian, mạng sống và nỗi sợ chính là cái giá mà mèo đi hia phải trả, phải ẵm trọn sau một khoảng thời gian cô độc chinh chiến. 2. Chúng ta đi tìm gì ở một cuộc sống đầy thủ đoạn và mưu mô xảo trá? Tham vọng, tiếng vang, danh lợi là những thứ mà mèo đi hia nói riêng và chúng ta nói chung luôn đi tìm, hoặc ít nhất là cố gắng đạt được nó trong cuộc sống này. Chúng ta cứ mãi chạy theo thứ vô hình mà quên mất những thứ hữu hình, nó mới chính là những thứ quan trọng. Mèo đi hia trong quá khứ khi đứng trước giữa ngưỡng cửa thiên đường tình yêu và tham vọng anh hùng, chú mèo ấy đã chọn đi tiếp trên hành trình cô độc để bỏ lại đó tình yêu, để rồi sau này, để đến khi cận kề với sinh tử, mèo đi hia đã chợt nhận ra là không có gì quý giá hơn tình yêu thương, sự hy sinh từ những người mình quý mến. 3. Đối diện hay trốn tránh với nỗi sợ. Mèo đi hia đã từng dùng mạnh lao vào những trận chiến cô độc, đứng giữa những khoảnh khắc sống còn, để bây giờ đây, khi đã mất 8 trên 9 mạng của mình, mèo đi hia lại chọn cách trốn chạy để bảo vệ và giúp mình tránh khỏi những mối hiểm nguy luôn rình rập. Sự trốn chạy ấy của mèo đi hia, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm được, vì cái chết sẽ đến với chú mèo ấy bất kỳ lúc nào và tên tuổi của mèo đi hia cũng sẽ bị chấm dứt và dần trở vào quên lãng. Trốn chạy thì cũng dễ hiểu, nhưng suy cho cùng, khi nỗi sợ lớn nhất của mèo đi hia không phải là sợ sói, sợ thần chết, mà là sợ chính bản thân mình. Chỉ đến khi khoảnh khắc sinh tử tới, chú mèo ấy đã vượt qua nỗi sợ của bản thân và dám đối diện với nó. Ta cùng mục đích đến nhưng sẽ khác hành trình. Tấm bản đồ đến ngôi sao xanh hiện lên thì mỗi nhân vật đều sẽ có hành trình khác nhau và phản ánh đúng với nội tâm bên trong, tính cách, tham vọng của mỗi người. Sự lạc quan, yêu đời, biết nghĩ cho người khác và không lo nghĩ gì xa vời của chú chó Perito đã mang lại hành trình như một cuộc dạo chơi với cảnh vật nên thơ, hữu tình dành cho chú chó. Và ta cũng thấy điều này ở ngoài đời. Có những người cuộc sống của họ không giàu sang, vật chất cũng không nhiều, quan hệ cũng không rộng, công việc thì bình thường, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, hạnh phúc, mang trong mình năng lượng tích cực yêu đời và đôi khi sẽ khiến chúng ta ganh tị với họ. Còn với mèo đi hia và Kitty, với việc cuộc đời đã trải qua nhiều biến cố, tính cách háo thắng và vẫn còn đâu đó tham vọng nên đường đi còn hiểm trở và đầy khó khăn. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, đó là khi cô nàng Goldilocks và mèo đi hia đều đánh mất đi những tình yêu vốn dĩ mà mình đang có. Như mèo đi hia đánh mất đi Kitty trước ngưỡng cửa thánh đường, còn cô nàng Goldilocks lại ước nguyện gia đình mới, trong khi gia đình gấu đã và đang mới là gia đình của cô. Gia đình gấu đã làm rất tốt nhiệm vụ của một gia đình, đó là sẽ là bệ phóng giúp cô nàng Goldilocks làm được những gì mình muốn, mặc cho họ có phải hy sinh chính mạng sống của mình. Còn ác nhân làm bánh rất Honor, mặc dù ít đất diện nhưng qua đó ta thấy gã đã làm mọi cách, dùng thủ đoạn âm mưu, dùng chính mạng sống của những người làm công cho gã để giúp gã đạt được thứ mình muốn. Từ gã ác nhân làm bánh, ta có thể thấy được là người như Jack Horner ngoài xã hội là có, sẽ có những người dùng quyền lực, sức mạnh của tiền bạc để chi phối hay làm tiền đề để đạt được những gì mình muốn.
Tóm lại, Mèo đi hia, Điều ước cuối cùng, từ cốt truyện đến hình ảnh sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Với mình, một người không chuộng lắm về hoạt hình và anime, nhưng khi xem Mèo đi hia xong, mình lại có góc nhìn khác về phim hoạt hình. Còn chần chờ gì nữa, nếu bạn đang cần một bộ phim giải trí hoạt hình đưa bạn vào một thế giới của sự tranh đua kịch tính đến những giây phút cuối cùng, thì Mèo đi hia sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình muốn recommend cho bạn. Và mình là Nobi Hàng, like và sub cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.